Chào các bạn. Trong video clip này thì VNLogger sẽ chia sẻ cho các bạn một cái phương pháp để mà mình làm seeding cho quảng cáo trả phí trước khi mà mình chạy Facebook Ads. Như các bạn đã biết thì Facebook là một mạng xã hội, mà tại trong cái mạng xã hội này á thì mọi người tương tác với nhau là người thật, việc thật. Chúng ta là có thể kết nối với nhau trực tiếp để mà trao đổi. Nó cái hình thức mà Facebook Ads á nó sẽ nhanh hơn so với cái kênh Google AdWords. Tại vì AdWords người ta tìm kiếm thông tin của mình, sau đó người ta vô trang web, người ta tìm hiểu, rồi có thể là người ta thoát ra, rồi sau đó một thời gian người ta mới quay lại, rồi người ta tìm kiếm lại cái thông tin của mình, thì nó lại đi vòng vòng 2-3 bước rồi đó. Mình có thể là mình sẽ không có kết nối được liền với người ta. Còn cái kênh Facebook Ads đó là khi mà mình chạy một chiến dịch quảng cáo, người ta tương tác với lại cái quảng cáo của mình đó, thì mình có thể thu thập được thông tin của những cái đối tượng mà tương tác với mình ở trên cái bài quảng cáo, rồi thành viên có thể like fanpage, rồi thực hiện những cái chiến dịch của mình. Như là mình muốn thu thập email chẳng hạn, thì mình sẽ tạo ra một cái chiến dịch, đó là điền cái thông tin email của các bạn để nhận một cái phần quà nào đó. Thì mình sẽ thu thập được rất là nhiều email từ những khách hàng tiềm năng. Rồi thì trong cái clip này á, mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách nào để mà mình làm seeding để mình chạy quảng cáo hiệu quả hơn. Seeding là gì? Seeding á có nghĩa đơn giản là mình làm một cái hiệu ứng sơm tụ cho cái bài quảng cáo của mình, để một người ngẫu nhiên người ta đi ngang qua, người ta gặp cái quảng cáo, người ta sẽ cảm thấy hứng thú hơn với cái quảng cáo của mình. Các bạn cứ hình dung đơn giản như thế này: mình đi ngang qua một cái cửa tiệm, một cái quán ăn đi, mình thấy khách khứa xe cộ chất đầy hết, đông đúc, người ta vô ăn hai rầm luôn, thì chắc chắn các bạn sẽ có một cái ấn tượng tốt. Cho dù các bạn chưa bao giờ tới ăn ở cái quán đó, nhưng mà các bạn mặc nhiên các bạn sẽ nghĩ rằng cái quán này á, là đồ ăn ngon, giá cả hợp lý, hoặc là có một cái ưu điểm nào đó để cho nhiều thực khách người ta tới lui thường xuyên. Đấy là cái hiệu ứng, một cái hiệu ứng để mà mình có thể tạo một cái ấn tượng tốt để cho những cái khách mới, khách bản lại á, người ta có thể dễ dàng quyết định hơn, bởi vì người ta có một cái niềm tin rằng là cái chỗ này là được nhiều người ủng hộ. Rồi thực tế mình áp dụng khi mà mình chạy một cái chiến dịch quảng cáo Facebook cũng vậy, mình cần phải tạo một cái hiệu ứng like, share, comment. Mình thấy có nhiều cái chiến dịch quảng cáo á là họ mới tạo một cái bài viết xong, chỉnh chu bài viết xong hết, hình ảnh xong, chạy liền, không một like, không share, không có một tương tác nào sẵn đó hết, tất cả đều là con số zero đó. Như vậy thì theo mình thì cái cách trung thực như vậy á, nó không có một cái bước khởi đầu thuận lợi khi mà mình chạy quảng cáo đó. Khách hàng người ta nhìn vô thấy dán que, người ta cũng nhát, ngại tương tác lắm. Còn đối với một cái bài mà đang vô thấy like, share, comment y đùng, người ta có hứng thú hơn, người ta tự nhiên người ta dễ click like, hoặc là người ta dễ vô coi thử, tò mò coi cái gì mà thiên hạ bàn tán. Do đó là mình phải tạo cái hiệu ứng like, share, comment. Cái yếu tố quan trọng đó là thật. Cái like, nhất là cái comment, cái nội dung nó phải giống như người thật. Rồi làm sao để mà tăng cái ba cái con số này, like, share, comment, để mình tạo một cái bước đệm cho cái chiến dịch quảng cáo của mình. Đấy. Rồi mình trong cái quá trình mà mình sử dụng á, và mình thấy là khi mà mình làm seeding á là cái lượng tương tác rất là tăng, rất là mạnh. Mình chạy seeding, comment, like, share, rồi là mình so với lại chiến dịch mà mình không chạy á, nó tăng gần như là gấp rất là nhiều lần luôn. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn những cái công cụ để mình hỗ trợ làm cái gì đó. Mình không cần phải đi mời một bạn bè like, comment dùm gì cả, mình tự làm được hết. Như mình nói thì cái phương pháp này là mình phải thật,
cái nội dung đó, cái hình thức mình làm với lại cái nội dung mà mình comment á, nó phải giống như người thật. Chứ nếu mà nhìn vô mà toàn là chấm 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 thả tim rồi icon đầy hết thì nhìn nó rất là giả tạo, nhìn là biết là rác liền, bam bam liền đấy, thì người ta cũng tránh xa mình luôn, tạo một cái phản ứng tiêu cực luôn đấy. Rồi bây giờ làm sao mình có thể tăng được cái con số like cho cái bài viết trên fanpage của mình? Cái các bạn tự vô Facebook để kiếm cái phần mềm này nhé, Facebook Livebot, gõ Facebook Livebot là ra rồi đấy. Trong đó thì nó có link tải về xong rồi login với cái tài khoản Facebook. Các bạn lưu ý là mình làm seeding á, mình phải tạo một cái tài khoản Facebook rác, nhớ mua một cái sim rác luôn để mình tạo một cái tài khoản đó dành riêng phục vụ cho cái việc mà seeding của mình đó. Mình đừng có xài tài khoản chính, email rác, số điện thoại rác, để mình tạo ra một cái tài khoản Facebook ảo dùng cho cái việc seeding đấy. Mình nói rồi, cái phần mềm này tên là Facebook Livebot, các bạn download về. Mình sử dụng cái này cũng rất là lâu, cũng được mấy tháng, mình thấy là phần mềm chạy ổn định đó, chả có vấn đề gì hết. Rồi các bạn kết nối xong á, thì bạn sẽ được nhận con miễn phí. Cái giá cái phần mềm này á, nó chỉ có chức năng là mình tăng Livebot này nha, đối với miễn phí á thì mình chỉ cần click vô cái mục tăng like bài viết đấy, rồi nhập số lượng like vô đó, nhập số lượng like muốn tăng vô, một like chỉ có 1 con thôi. Như đây mình có 3.000 con thì mình có thể tăng một một hơi lên 3.000 cũng được đó. Thì cái này cũng chẳng sao hết, một cái bài viết mới của bạn thì bạn cần tăng like, share, comment ngay ở cái thời điểm đầu thì con số này tăng cao cũng chẳng thành vấn đề gì cả. Rồi copy cái link bài viết của bạn bắt vô đây, rồi bấm nút tăng like là xong. Các bạn có thể theo dõi cái hiệu cái số lượng like nó tăng trong cái mục nhật ký này đấy, click vô rồi là sẽ coi nó like. Và cái phần mềm này một cái ưu điểm rất là hay, đó là nó like tăng cực kỳ nhanh và không có bị trùng lặp, có nghĩa là bạn yêu cầu là tăng 1.000 like là nó up 1.000 like luôn đấy, chứ nó không có bị trùng rồi nó giảm xuống nhiều đấy. Và đây là một cái phần mềm miễn phí và nó rất là dễ xài luôn. Ở trong này là nó cứ vô đây rồi bấm cái mục mà tăng tăng like ảnh bài viết rồi nhập vô rồi là xong đó, cực kỳ đơn giản. Vậy là coi như mình đã giải quyết được cái like nhé. Về tới share với comment thì các bạn cần tải cái phần mềm tên là iClick Facebook Marketing đó. Các bạn cũng vô Google rồi gõ cái tên của phần mềm này để mà tải về. Sau khi tải về á, các bạn vô cái mục quản lý tài khoản Facebook, rồi sau đó các bạn sẽ nhập cái tài khoản rác vô tài khoản Facebook rác của bạn á, là các bạn cần tạo một cái email với lại cái số sim rác để mình tạo xác thực cho cái tài khoản Facebook luôn để mình chạy rác. Rồi ở trong này á, thì mình add cái tài khoản Facebook vô xong thì mình chỉ cần bấm nút chạy, phần mềm nó sẽ tự động tăng cái đơn vị số dư của mình lên, ở đây nó gọi là thịt đấy, các bạn tăng. Rồi sau đó các bạn muốn muốn add một cái bài đăng ở trên fanpage của bạn và muốn có comment, có like, có share thì bắt cái link bài viết fanpage bạn vô đây, click nút kiểm tra, sau đó bấm nút thêm. Các bạn muốn tăng share thì click vô mục share này. Nếu mà các bạn muốn muốn số lượng muốn cái tốc độ nó tăng nhanh hơn thì chỗ này các bạn tăng cái số lượng thịt nhiều cao hơn để mà được ưu tiên nhiều hơn. Rồi tương tự như các bạn muốn có comment á thì bạn cứ tăng, nếu mà các bạn cần chạy chiến dịch gấp á thì các bạn cứ tăng vô cái số số thịt này tăng cao lên, vậy là nó nhanh. Cái comment làm sao để mà viết được nhiều, tự chế ra nhiều cái comment à, làm sao để mà mình tự chế ra nhiều comment để mình nhập vô cái mục này nè. À, thì những cái tài khoản Facebook khác á, nó sẽ lấy cái nội dung comment này để nó bát vô cái bài viết của mình, là gồm có rất là nhiều tài khoản Facebook khác nhau
đấy, thì mình không cần phải tạo quá nhiều tài khoản Facebook để mình tự làm seeding, mà mình chỉ cần suy nghĩ cái nội dung thôi. Rồi làm sao để mình suy nghĩ cái nội dung đó, có những cái cách sau. Cái thứ nhất á, là các bạn đi dạo quanh những cái fanpage của đối thủ, vô cái mục rating, review ở những cái bài fanpage rồi nó thường có cái mục review á, coi cộng đồng nó review gì, rồi cái copy cái nội dung đó về sửa đôi chút, rồi để mình làm cái nội dung comment luôn. Rồi mình tự chế những cái nội dung comment mang tính chất là câu hỏi như thế nào, thì câu hỏi á, thì nó sẽ có gồm những cái what, cái gì, ở đâu, ở cái gì, khi nào, ở đâu, như thế nào, ai. Các bạn có thể tự dựa vào những cái gợi ý này để mình tự đặt ra những cái câu hỏi dùng để đóng vai trò là một người khách. Người ta xem xong, người ta có ý kiến, người ta muốn hỏi thêm thông tin thì mình sẽ tự đặt những câu hỏi. Ví dụ như công dụng của sản phẩm này là gì, vậy ad đấy. Rồi phụ kiện tặng kèm là gì vậy bạn, chẳng hạn đấy. Các bạn cứ dựa theo những câu hỏi chỗ này. Rồi quên, ví dụ như các bạn muốn hỏi về thời gian, sau bao lâu nhận hàng, vậy shop đấy. Các bạn có thể viết theo kiểu chẩu sủ nhi một chút, là các bạn viết tắt hoặc là viết gì đó gì cho nó tự nhiên, tại vì khách thì nhiều thể loại lắm, có những người người ta thường viết sai chính tả gì đó, thì mình cứ cứ giả bộ như mình sai chính tả vậy luôn cho nó giống như một người thật. Rồi câu hỏi ở đâu, thì mình ở Sóc Trăng, có ship hàng được không bạn, đấy đấy, cứ đặt ở đây. Rồi how, sản phẩm này sử dụng vào sử dụng như thế nào để có hiệu quả cao nhất, vậy ép đấy. Rồi em mình năm nay 8 tuổi, sử dụng sản phẩm này có hợp không bạn, đấy. Các bạn cứ tương tự gợi ý dựa vào những cái câu, dựa vào những cái từ khóa câu hỏi này để mình suy nghĩ những cái câu của khách hàng người ta có thể hỏi để mình làm cái nội dung comment. Một cái loại comment khác nữa là cái đánh giá tích cực. Đánh giá tích cực là đại loại là đã mua hàng ở đây, rất hài lòng, tuy nhiên gói hàng hơi bị nhiều lớp. Đấy, các bạn cứ suy nghĩ ra những cái câu feedback này mình có thể tham khảo, hoặc là mình chat chip với bạn bè hỏi coi nếu mà mày sử dụng cái sản phẩm này thì thường là mày có cái nhận xét gì đó, thì cho tao xin vài cái nhận xét rồi cái nó sẽ nói, lúc đó mình sẽ có cái ý tưởng để mình viết tới một cái câu chuyện ngắn như là mới mua hôm qua, xài thử và cảm thấy rất thích, sau hai hôm mình cảm thấy da mặt sáng lên rõ rệt chẳng hạn. Đấy, cứ dựa vào những cái bịa ra những câu chuyện rồi order ngay, thì cái này dễ thôi, ship mình một gói nhé, ép inbox địa chỉ rồi đấy. Đó, các bạn dựa vào những cái gợi ý này để mình viết thật là nhiều những cái nội dung comment, rồi sau đó mình trộn ngẫu nhiên rồi bát vô đây, rồi bấm nút thêm. Thì đây là cộng đồng mà, những cái tài khoản của những cái thành viên khác á, họ sẽ dùng cái tài khoản của họ để đăng comment cho mình, như vậy thôi. Như vậy là mình đã giải quyết được những cái vấn đề
khi mà mình cần làm seeding, đó là like, đã like rồi, sử dụng cái phần mềm này, rồi share với comment, sử dụng phần mềm iClick Facebook Marketing đó, rồi làm cho nó thật, những cái seeding nhìn nó giống như là những đánh giá của người thật, thì đó là ăn tiền ở chỗ là mình cần phải viết cái nội dung comment cho nó thật đó. Thì mình đã chia sẻ luôn cái những cái phương pháp để mà mình làm hàng ngày luôn đó. Khi mà có một cái chiến dịch quảng cáo thì mình đều dắt óc suy nghĩ dựa trên những cái ý tưởng cơ bản, rồi sau đó chat chít với bạn bè để mình kiếm thêm những cái ý tưởng trong cái lĩnh vực, cái ngành nghề đó, để mà mình có thêm nhiều cái ý tưởng cho những cái nội dung nó chắc hơn, nó thật hơn. Rồi tóm lại thì qua cái video clip này á, các bạn chỉ cần nắm được cái phương pháp để mình làm seeding. Đương nhiên thì để mình có một cái chiến dịch quảng cáo hiệu quả thì là mình cần rất là nhiều yếu tố, không chỉ là seeding chỉ là một cái bước đệm để mà cho cái tạo một cái hiệu ứng, tạo một cái niềm tin. Rồi muốn cho một cái chiến dịch quảng cáo thành công thì cái này mình nói thêm là mình cần phải làm một cái chương trình khuyến mãi. Đấy, phải có một cái chương trình khuyến mãi thì mới kích thích người ta mua. Khuyến mãi trong vòng 3 ngày, 5 ngày, 1 tuần. Đấy, số lượng có hạn, mua 1 tặng 3 hay là giảm giảm 5-70% hay là bao nhiêu đó dành cho các thành viên làm theo những cái bước sau, like, share, comment gì đó. Mình làm một cái chương trình, một cái sự kiện thì sẽ kích thích cái tương tác với lại cái người ta sẽ dễ có hứng thú tham gia vô cái chương trình của mình hơn đó. Còn nếu mà mình chỉ đơn thuần là mình quảng cáo một cái chương trình gì đó mà không có khuyến mãi, không có gì thu hút hết, thì thật sự thì nó rất là khó để mà tạo cái tương tác. Rồi mời các bạn đón xem cái video tiếp theo nói về quảng cáo Facebook. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.